Sáng qua tại xã đảo Hòn Nghị, huyện Kiên Lương tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hòn Nghị đạt xã nông thôn mới nâng cao 2022. Đây là xã đầu tiên của huyện Kiên Lương đạt được xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2018, xã Hòn Nghị đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Qua hơn 4 năm tập trung và tích cực triển khai thực hiện các phần việc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay xã đã đạt 19 trong tổng số 19 tiêu chí, là địa phương đầu tiên của huyện Kiên Lương đạt nông thôn mới nâng cao. Để nâng lên các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nhất là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, xã Hòn Nghị đã nhận được nguồn đầu tư kinh phí gần 20 tỷ đồng của tỉnh, huyện và sự đóng góp của nhân dân. Hiện tuyến đường giao thông trên xã có tổng chiều dài 7,5 km, được bê tông hóa, kết nối hai ấp trên địa bàn. Tuyến đường này được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn. Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt sản xuất đạt hơn 99%, 100% hộ gia đình trên xã đảo được tiếp cận thông tin bằng phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet. Xã đã thành lập được 2 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã với 34 thành viên. Toàn xã có 140 phương tiện với tổng công suất gần 10.300 mã lực. Sản lượng khai thác hải sản năm 2018-2022 được hơn 18.957 tấn các loại. Số lượng lồng bè là 900 lồng, sản lượng cá xuất bán năm 2018-2022 là trên 2.000 tấn cá các loại. Tỷ lệ trường học các cấp học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ hộ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 108%, trong đó có hơn 81% dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử. Năm 2021, toàn xã có 592 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 97% số hộ trên địa bàn. Xã có trên 77% lao động trong độ tuổi có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đầu người hơn 64 triệu đồng một người một năm. Công tác giảm nghèo bền vững thường xuyên được quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở, đất ở, dây vốn sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề và hướng dẫn làm ăn thoát nghèo, cho dây vốn sản xuất giới thiệu việc làm nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Hiện hộ nghèo toàn xã chiếm tỷ lệ 0,72%, đạt theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Với việc xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Hòn Nghị đã có nhiều đổi mới khang trang sạch đẹp. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Người dân trên địa bàn xã yên tâm sinh sống và đồng thuận ủng hộ cao với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của chính quyền địa phương phát động.